Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức hội nghị lần thứ 6 khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê và các tổ chức thành viên bám sát nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ quận, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời đa dạng hóa các hình thức vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đến nay, quỹ vì người nghèo của quận vận động được hơn 4,5 tỷ đồng thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận cũng đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người sẽ ứng cử đúng quy trình, tiến độ, thời gian quy định của pháp luật. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri ở nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện bình đẳng, dân chủ, công bằng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức triển khai hiệu quả, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.